kính chào quý vị và các bạn. Tên tôi là Phùng Thị Hạnh, là điều dưỡng khoa phẫu thuật thần kinh 1 Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Sở thích của tôi là đọc sách và khám phá những điều mới mẻ từ cuộc sống xung quanh. Tới với hội thi Việt Đức Thanh Lịch 2019 ngày hôm nay, tôi mong muốn mang tới hình ảnh người điều dưỡng tận tâm, yêu nghề, luôn luôn trau dồi chuyên môn và đạo đức, sẵn sàng giúp đỡ những người đồng nghiệp để mang lại chăm sóc chất lượng tốt nhất cho người bệnh. Xin quý vị hãy dành nhiều tình cảm để cổ vũ cho tôi và các bạn cùng thi khác nhé. Xin cảm ơn.